và ca sĩ Hoàng Hậu Thanh lên sân khấu để cùng thể hiện ca khúc của mình. Xin kính mời. Sau tiết mục này là Việt Nam trên đường chúng ta đi, do Đông Ca Nam Trọng Đức chuẩn bị. Rượu này say cả cháy. Đúng rồi, rượu lặng ghê. Lặng đấy, Minh à, Tuyên ơi. Tuyên ơi, được á. Hôm nay tôi rất là vui vì là mình quê của mình. Lúc qua thì đám tháng thì thấy rất nhiều người quen, bạn bè, anh em, họ hàng, kể cả học cầu, những người nữa. Cho nên là thời gian rất muốn nói rất nhiều nhưng vì thật cũng có. Bây giờ tôi sẽ nói luôn rồi. Phải hát. Còn cái tôi gọi đoàn thì có hai người thôi. Tôi và anh Hoàng Hoàng Khanh. Anh Khanh cũng là quê Tân Cương mình. Người quê Tân Phú. Anh vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ. Thế nên anh là phó giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh. Và tôi đã đến cái chỗ hôm nay. Có lẽ là tôi trên xe ô tô cũng bảo là cháu lên hát cái bài về Tân Cương ở trên cao. Thì chẳng biết anh nói gì cả. Thế là không có cái là bây giờ mời anh lên, anh cứ lấy cái bài hát của mình. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bác anh em chị, kính thưa các làm nghệ thuật và các câu lạc bộ thơ, tôi cũng đã được nhạc sĩ Tân Điều giới thiệu. Tôi xin nói một đôi câu trước khi thể hiện một chút cao độ của sân khấu này. Nhạc sĩ Tân Điều thì hôm qua có nói với tôi là một cái cuộc giao lưu với dân chào rất là vui. Nên tôi cũng rất là hứng khởi và rất phấn khích và muốn được đến đây để chứng kiến cái cuộc vui như thế này của Tân Trào. Và tôi thì cái đây công tác của Trung Hóa Nguyễn Trần Trương và sau đó chuyển về Nam Kỳ Hoa Kỳ. Thì cơ bản là ngày xưa là nhà tôi cũng đã sinh năm bây giờ thì cũng đã học thầy giáo Tân Trào rồi. Thế là cũng rất sáng nghiệp sáng tác. Và bây giờ thì tôi xin giao lưu bằng một sáng tác của mình, đó là bài hát Yêu Quê Hương Thủ Đô Kháng Chiến.
tôi xin hát một bài mới, tức là chúng ta ngồi chúng ta về đây tháng này cả nước nói thân chào thì hay nói về một thứ thôi, còn các mùa khác thì ít người nói. Nhưng vừa rồi ông ấy yêu đi ngủ cho tôi một cái bài thơ của câu lạc bộ của tác giả là của chị Đỗ Thị Xuân, nói về mùa xuân thân chào. Tôi thấy đây cũng là một cáo của mình là thế, toàn là mùa thu thôi, mùa xuân mình nói đến các xuân thân chào thì rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà ít người nói. Nhưng mà tôi thấy bài thơ này nói về mùa xuân thân chào thì có điều là chị nói là nà nưa mùa xuân, thì tôi thấy là chưa đúng lắm, mà tôi đặt lại là tân chào ngày xuân, tân chào của mình. Đúng không? Thì nà nưa trong bài thơ này nó chỉ lướt qua chỉ nhấn chưa thể đã biết là nà nưa ngày xuân mà phải tân chào ngày xuân. Và tôi nghe ông thầm là biến ông đang biết đang giúp cái câu lạc bộ cái đàn tính của tân chào ra, thì ông nói là cái câu lạc bộ này là hát của cụ cách, thì bài thì không thiếu, bài đàn tính không thiếu, nhưng mà bài thì tân chào cũng ít lắm, nên là cái bài này tôi đã tiên sang cái đạo hát đấy để cho câu lạc bộ tôi đủ công lý rồi, cũng như là đã triển khai chưa. Thế bây giờ tôi đang xin hát cái bản gốc, tức là không có tính chất gì cả, nên là ngày xuân tân chào. Nơi quê hương thân chào
biểu diễn và phù hòa. Nay bỏ cái cân, nay không có người.